Tâm lý học là một thế giới với vô vàn những khía cạnh trừu tượng, bí ẩn về những suy nghĩ tác động đến hành vi cũng như tư duy con người. Việc đi sâu vào phân tích tâm lý con người là một trong những nhu cầu cần thiết, đóng vai trò quan trọng trong việc giải mã bản thân cũng như giải mã những hành vi, chuẩn mực, tương tác xã hội của con người trong đời sống tinh thần cũng như đời sống xã hội. Và trong số những trường phái lý giải về tâm lý con người ấy, phân tâm học là một trong những trường phái tiêu biểu đi sâu vào thế giới vô thức của con người, được khởi thảo bởi Sigmund Freud và phát triển đề tài bởi Carl Jung. Carl Jung thì nổi tiếng với sự đóng góp sâu sắc của mình, đặc biệt là trong các khái niệm thuộc trường phái phân tâm học như bản đồ linh hồn và khái niệm anima, animus, đóng vai trò quan trọng trong việc giải thích về tính nam và tính nữ trong tâm lý con người. Điều này sẽ được đề cập tới trong bài viết Cổ tích dưới góc nhìn phân tâm học được lấy cảm hứng từ tác phẩm Công chúa ngủ trong rừng, thuật giả Kim trong tâm lý. Và bây giờ, không làm mất thời gian các bạn nữa, chúng ta bắt đầu video thôi. Trước khi thảo luận về anima và animus và nó là thứ đóng vai trò quan trọng như thế nào xuyên suốt những phân tích tâm lý chuyện cổ tích bên trong cuốn sách chúng ta lấy cảm hứng sau đây, ta cần hiểu rõ về bối cảnh trường phái phân tâm học theo quan điểm của Jung. Trong khi Sigmund Freud, người khởi thảo nên những quan điểm sơ khai của trường phái phân tâm học, tập trung vào ý thức và tiềm thức như một phần của tâm trí và đi sâu vào những phần thuộc về bản năng sâu kín, thì Jung đã mở rộng phạm vi và khái niệm trong phân tâm học để bao gồm cả ý thức cộng đồng và những khía cạnh văn hóa của tâm trí, thứ đóng vai trò quan trọng trong việc định hình nên khái niệm anima hay animus. Jung tin rằng tâm trí con người không chỉ bao gồm những trải nghiệm cá nhân mà còn có một phần tất cả những gì người đó đã thừa kế. Điều này được gọi là tính di truyền cộng đồng hay có tên gọi tiếng Anh là collective unconscious. Từ những giá trị văn hóa thừa kế đó kết hợp với những giá trị sơ khai và tiềm thức con người, ta có cách hiểu đúng và hoàn thiện hơn về hai khái niệm trên. Bây giờ ta cùng phân tích xem anima và animus trong những câu chuyện cổ tích sẽ được diễn ra như thế nào nhé. Anima và animus, hai mặt của tâm trí. Anima và animus đều là những khái niệm trọng yếu trong trường phái phân tâm học của Jung, đại diện cho những phần tiềm thức của tâm trí mà ông tin rằng tồn tại trong mỗi con người, bất kể giới tính. Đây là những khái niệm đặc biệt có ảnh hưởng sâu sắc đối với việc hiểu về bản chất con người, nhất là trong việc phát triển tâm lý và mối quan hệ giữa các yếu tố tâm lý với nhau. Đầu tiên là anima. Anima trong triết lý của Jung là hình ảnh nữ tính trong ý thức của một người đàn ông. Nó đại diện cho các yếu tố nữ tính như mặt mẹ, chị em hoặc người tình lý tưởng. Anima thường xuất hiện trong những giấc mơ, ảo giác và hành vi không rõ ràng, đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành con người và những hình mẫu lý tưởng từ sâu trong tiềm thức. Anima mang đặc tính của sự dịu dàng, mềm mại, sâu lắng và mộng mơ. Ở chiều hướng tương tự, animus là hình ảnh nam tính trong ý thức của một người phụ nữ. Nó biểu thị cho các yếu tố nam tính như bố, anh em hoặc người tình lý tưởng của người phụ nữ đó. Animus thường thể hiện trong giấc mơ, hành vi và tư duy của phụ nữ, đóng vai trò trong việc cung cấp sức mạnh và sự tự tin. Animus gắn liền với sự mạnh mẽ, sắc bén và những khả năng phân tích. Ý tưởng này cho thấy rằng ở mỗi người, bất kể giới tính, đều chứa đựng những khả năng, tính cách và xu hướng tính cách của giới tính đối lập. Tuy nhiên, không phải lúc nào anima và animus cũng tồn tại một cách cân bằng và lành mạnh trong tâm trí của mỗi người. Trong quá trình phát triển, có thể xuất hiện những biến dạng và sự chệch hướng của anima và animus, dẫn đến những vấn đề tâm lý như sự căng thẳng, bất ổn trong mối quan hệ và khó khăn trong việc tự nhận thức. Phân tích chuyên sâu anima và animus từ câu chuyện Cô gái rau diếp. Một trong những ví dụ điển hình cho khái niệm anima và animus này chính là câu chuyện Cô gái rau diếp, cảm hứng cho bộ phim Công chúa tóc mây của Walt Disney. Mụ phù thủy hay người mẹ nuôi của Rapunzel là một sự biểu hiện điển hình cho tính animus bị chuyển đổi theo hướng tiêu cực. Khi mụ phù thủy đóng vai trò người mẹ sau khi tước đi Rapunzel khỏi tay cha mẹ ruột của cô và sau khi cách ly cô khỏi thế giới bên ngoài, biểu hiện của sự bảo bọc quá mức và tính mạnh mẽ, tính nam trong tâm hồn của mụ phù thủy là một sự biến tướng tiêu cực của việc không đạt được mục đích, dẫn đến việc bày tỏ quyền lực dưới hình ảnh là sự trừng phạt và đọa đày Rapunzel. Cắt phăng mái tóc dài óng ả của cô và đẩy ải cô đến sa mạc khô cằn để cô chết dần chết mòn, nếu chỉ xét đến nguyên tắc truyện cổ mà không xét đến bộ phim của Walt Disney. Điều này thể hiện tính chất animus đã bị biến tướng tiêu cực, dẫn đến hành động mất đi sự sắc bén vốn có và tính mạnh mẽ, bảo hộ được thay thế bằng sự trừng phạt và phẫn nộ khi không đạt được điều mong muốn. Nếu đặt trong bối cảnh chuyện, ta có thể thấy phù thủy vốn đại diện cho sự uyên bác và là người phát ngôn của thần phải giữ được sự thuần khiết của thể xác và linh hồn.
họ không được phép sinh ra người thừa kế. Việc cướp đặt con từ tay người khác là một cách để duy trì di sản tri thức và hành động trừng phạt, như một biểu hiện tiêu cực của nội tâm khi thấy người khác làm được điều mà chính họ không thể có, hay còn gọi là sự đố kỵ khi mụ phù thủy phát hiện ra Rapunzel có thai với chàng hoàng tử. Kết luận: trường phái phân tâm học của Kazung đem lại một cái nhìn sâu sắc vào bản chất phức tạp của tâm trí con người. Khái niệm anima và animus là một phần quan trọng trong việc hiểu về sự phát triển và tự nhận thức của con người, mở ra cánh cửa cho sự thăng tiến và cân bằng tinh thần. Để hiểu rõ hơn về bản thân và mối quan hệ với thế giới xung quanh, việc khám phá và tích hợp anima và animus trở nên vô cùng quan trọng. Quá trình tích hợp anima và animus vào ý thức của một người có thể dẫn đến sự phát triển cá nhân và tinh thần. Khi người đàn ông và phụ nữ học cách chấp nhận và hiểu rõ về các khía cạnh tính nam hoặc tính nữ trong họ, họ dần trở nên phong phú hơn và cân bằng hơn trong cả hai mặt nhân tính của chính mình. Trên đây là bài viết Cổ tích dưới góc nhìn phân tâm học, được lấy cảm hứng từ tác phẩm Công chúa ngủ trong rừng, thuật giả kim trong tâm lý, đến từ tác giả Lữ Á. Nếu như các bạn thích video này, hãy nhấn like, share và subscribe cho kênh của chúng mình. Cùng với đó, nhớ nhấn nút chuông bên cạnh để nhận những thông báo mới nhất về những video chúng mình sẽ ra trong tương lai nha. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Còn bây giờ, mình là Forin và đây là Azerfest. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những số video tiếp theo.